Đó, heo mẹ. Trời. Hello chó. Sao tôi thế này? Bạn ơi, bạn cho tôi chơi gì vậy? Tôi bơi rồi, tôi bơi rồi. Đồ bạn phê quá, để tôi đút tay vô cánh quạt rồi. Dậy đi. Dậy đi mày. Dậy. Bạn chết cha bây giờ. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris the Gamer. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game vào lúc 3 giờ sáng. Đó là tựa game bắn vịt. Không phải là cái video cũ đâu, mà lần này chúng ta sẽ chơi bằng kính thực tế ảo. Let's go. Hello mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Mày đi về đi. Mẹ mua cho chuối gì mà hả, nó xấu dữ vậy trời. Nhưng mà nó cái này có vẻ là nó cùng sai á. Nani? Bự dữ. Thấy mẹ rồi, cắn nửa trái rồi. Tao ăn chuối kèm vỏ luôn hả trời. Trái này nhét đít đi. Trời, nhét đít cũng mất nữa nè nè. Nhét nguyên trái luôn. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Lỡ nhét cái chuối vô đít rồi. Mẹ dẫn con đi bác sĩ đi mẹ. Ây da, đau bụng quá. Chắc là nó lên tới ruột già rồi đó. Mẹ ơi, con phá nhà này mẹ ơi. Bình thường mới ra mới chửi rồi mà sao hôm nay không ra ta. Mẹ ơi, má kiến nhà tôi làm bằng kiến chống đạn hay gì vậy? Má bắn ghê mày. Ôi mẹ kìa. Ôi mẹ ơi. Đó là cái mà mày phải bị khi mà mày mất dạy với mẹ mày, thấy không? kêu đàng hoàng thôi. Mẹ ơi. Mẹ mẹ, đau tay quá mẹ ơi. Ai có gì ăn nữa không? Con ăn hết dĩa chuối rồi. Mẹ ơi. Má, sao cái súng này trong VR nó dài dữ vậy trời? Lụm được cục đá không ta? Gì vậy? Ui, ui má ơi, tao phá hết hộp đạn rồi. Hello mấy cưng. Hello. Lần này tôi kinh nghiệm rồi. Bắn con chó là hả sẽ bị nó trả thù. Cho nên là tôi không bắn con chó nữa. Ok, ghé đi. Má bắn bằng cái này khó vậy. Nhất là gà đạn á. Trời ơi. Trời ơi, double kill. Hai giờ chiều là hai giờ chiều. Em vào nhà em chào cha mẹ. Còn ta là chào. Trời, tay tôi có một gùi bé ơi. Mẹ ơi, tay em có một cái một gùi nè. Mẹ ơi, trời, tay này lắm một gùi đấy. Ủa, con có một gùi đôi luôn. Người ta nói là một gùi trên miệng là ăn nhiều. Còn một gùi trên tay này chắc quay tay nhiều quá. Quay. Ai khóc nơi đâu này. Trời, bà cho mình học sữa nè. Go good. Kẹo nổ. Này ăn sao ta?
Final Fiesta. Trời, ủa, cái này giống trong bức tượng trong đồn cảnh sát Resident Evil vậy. À, có trái chuối nữa. Cảm ơn mẹ luôn. Lần này con sẽ... Nói rồi. Hello bạn. Tụi đậu ngu rồi tôi bắn bạn nữa. Gì? Bắn 5 con vịt trong 15 giây. Khó nha. Má đúng 5 con luôn. Bốn giờ chiều rồi. Ôi, cái gì? Đó, heo mẹ. Trời. Hello chó. Sao tôi thế này? Bạn ơi, bạn cho tôi chơi gì vậy? Tôi bơi rồi. Đồ bạn phê quá, để tôi đút tay vô cánh quạt rồi. Bạn chơi gì? Bạn chơi má ghê vậy bạn. Má, cái đồ bạn đưa. Trời má, tôi thấy miếng pizza bự lắm bạn ơi. Tôi vẫn ăn được bạn ơi. Ngon quá. Dậy đi. Dậy đi mày. Dậy. Bạn chết cha bây giờ. Ôi dậy rồi kìa. Ôi. Con ơi, con thấy dao không? Bà mẹ, bà kiếm con dao. Nè, con dao nè mẹ ơi. Mẹ, chờ tôi đang nói luôn. Mẹ ơi, dao nè. Mẹ đang nhìn đây đúng không? Hello. Đờ heo. Trời, bánh mì. Bánh mì phô mai nha. Để nhét cái kẻ đít nè. Béo à. Nè, con ơi, được, con ơi, quạt bệnh kìa, nhìn qua đây nữa. Má kiểu như tôi nói gì, bà mẹ này bà không nghe tôi sao? Mới nói là nó đưa rồi mà. Tức ghê. Don't let the dog pass you. Trời ơi, hên quá kịp. Cái gì vậy? Trời, má cái gói gì ghê vậy? Mẹ mới mua cái gói gì mà như cái đùm vậy mẹ? Quăng vô đùm. Trời, đóng dao nỉa luôn. Bà đi bà kiếm. 6 giờ chiều rồi, trời, má chơi từ sáng tới chiều. Bản tin buổi tối. Tonight on News Channel, this bizarre case. Plus your 5-day weather forecast and sports. Sắp rồi. Có tin báo là trẻ em mất tích rồi. Bắt chơi 7 vòng. 3 hours later. Trời, má chơi tới chiều tối luôn. Ủa? Sao giống tôi vậy? Ai khóc nơi đau nè. Ủa, mẹ ơi, con lên TV. Ui. Má, tôi chơi tới chiều luôn rồi đó. Trời. Ôi tôi nè. Ủa, mà tôi cầm súng tay phải mà sao trong đó cầm tay trái vậy má? Thank you.
Hello. Tới giờ đi ngủ rồi kìa. Ủa? Honey, it's bedtime. Turn it off. Okay. Giờ đi ngủ luôn rồi. We can rent it another day since you liked it so much. But you know, I would have shot that annoying dog. Oh well. Good night, dear. Thôi. Final Fiesta. Này là Final Fantasy á. Ủa, tôi tìm được cái ending là không bắn con chó. 8 giờ. Let's be friends. Ủa? Khúc xương của chó. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, mẹ đâu vậy? Giờ tao có chai chuối với cục trục xương nè. Ra không? Mẹ game chó xàm mày. Má đèn pin mà không sáng. Đây, đèn pin đây. Ủa? Ồ, vậy là cái ending này là chỉ múa nhảy rồi thôi ha. Đó là một cái ending. Và còn hai cái ending khác nữa là hả, một cái ending bắn chết con quỷ chó đó luôn. Xong rồi hả, có một cái ending là các bạn bắt điện thoại lên, các bạn gọi cho cảnh sát. Sau đó là hả, khi mà con chó nó tới nó quay phim ở nhà bạn là hả, cảnh sát bắn nó đùng 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 là nó chết queo. Đó, đơn giản vậy thôi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Và ngoài ra thì hãy comment cho mình biết là tựa game VR nào mà các bạn muốn mình chơi tiếp theo. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.